Có một con màu vàng, con rô phi to. Đây muốn trên này rồi. Đấy rô phi to này. Đấy đấy. Con kê đấy. Đấy. Rồi sao bắt này? Hai con. Anh Tuấn bắt đi giơ lên nào. Giơ lên cho anh em. Không giật. Đấy. Đấy mình có đồ đỏ các anh nhỉ. À, con trên lai của đỏ. Anh Tuấn rơi lên nào. Ui ôi. Rồi ngứa bụng không? Đấy lại hai con đấy, một chòi. Một chòi con rô. Đây là con rô đấy. Ở trên đây. Đấy, chén được rồi. Để nó đi mất đấy. Này, gặp nước nhảy ngay.
đặt trong mặt nước, tay nhẹ 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 thôi. Bắt được đúng không? Ủa, cái sạc dễ như cái chuối à? Ừ, cái chéo được. Con gì? Vớt ba kích này. Đây. Thôi cố làm gì? Ăn được 2 quả đấy. Chín à? Chín ăn được. Đây. Rô phi khổng lồ. Thank you.
Con này to đấy. Với con gì đây? Chuối à? Được rồi. Con này mới là ngon này, hiểu không? Ừ, con này được. Con này mới là ngon này, ăn này nướng ăn cả xương nhỉ, đúng không? Vâng. To quá. Ui. Đấy, con gì đấy? Phía đâu vậy? Nó vì góc kìa, chỗ cái bèo bèo ấy. Đây còn rô to nữa. Úi, 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 thỏa nhờ. Phải không? Có một con màu vàng, con rô phi to. Đây có một con trên lai nào. Đấy, rô phi to này. Đấy, đấy. Đấy. Rồi sao bắt này? Hai con đi. Ui ôi. Ui ôi. Anh Tuấn bắt đi, bắt đi, giơ lên nào. Giơ lên cho anh nhá. Xuống xuống giật. Đâu giật. Đấy im. Đây mình nhìn con đỏ đỏ ấy anh nhỉ. À con trên lai đỏ. Anh Tuấn giơ lên nào. Ui ôi. Ôi. Ê, bò lên. Ôi, trời ơi. Đại về 3 cân, 4 cân. Chị có. Khổng lồ luôn. Đấy. Cầm con này lên nào cho đi cho kinh. Ui giời ơi. Nó sợ anh. Cái đâu rồi này. Cầm đây, cầm đây. Tay bắn cầm đi. Cầm. Ô, kinh đây nhá. Cầm được ngay bố. Kết thúc anh em ạ, ở con trên là khổng lồ luôn. Có hai con là một con nhảy mà mất. Một con. Ui. Cầm nào.